Xin mến chào tất cả các em học sinh thân yêu lớp 5 đang đến với trang http://tiểuhocvn.info. Các em ạ, hôm nay trong bài giảng toán 5, thầy sẽ giúp các em học tốt bài toán tiết 54, bài luyện tập trung. Chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Trước khi vào bài học thì thầy cùng các em cùng ôn bài cũ. Yêu cầu các em hãy giở nháp ra và chúng ta đặt tính và tính với 3 phép tính sau. Chắc chắn rằng để học tốt thì các em phải dừng màn hình và các em đặt toán. Các em đồng ý không? Sau khi dừng màn hình xong thì các em mở máy ra, mở tiếp nhấn vào và chúng ta sẽ xem tiếp. Rồi, thầy tin rằng các em đã làm đúng yêu cầu của thầy. Chúng ta có kết quả thứ nhất 12,098 trừ đi 9,076. Ta làm như sau: 8 trừ 6 bằng 2 viết 2, 9 trừ 7 bằng 2 viết 2, 0 trừ 0 bằng 0 viết 0, 2 không trừ kéo 9 ta lấy 12 trừ 9 còn 3 viết 3. Đánh dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Ta có câu tiếp theo: 15,687 trừ đi 8,732, ta có kết quả bằng 6,955. Còn 34,95 em trừ đi 23,791, ta hiểu 34,95 chính là 34,950. Ta sẽ có kết quả bằng 11,159. Thầy tin rằng các em có kết quả như thầy. Và chúng ta đã nắm rất là chắc về cách đặt tính rồi tính với phép trừ hai số thập phân. Hôm nay trong giờ toán thì thầy cùng các em sẽ luyện tập trung cách trừ, cách cộng hai số thập phân trang 55 tiết 54 tuần 11 ở toán 5. Trong bài giảng này thì các em củng cố cách cộng, cách trừ số thập phân. Các em tìm giá trị biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính và các em vận dụng tính chất của phép cộng, phép trừ để làm bằng cách thuận tiện nhất. Có các bài tập đạt chuẩn, đó là bài 1, bài 2, bài 3. Ngoài ra các em làm các bài tập còn lại. Tôi tin rằng các em đã dở sách giáo khoa toán 5 trang 55. Chúng ta sẽ học bài luyện tập trung, luyện tập về cộng trừ số thập phân. Bài 1 yêu cầu gì? Đặt tính rồi tính. Bài có phép tính đầu tiên thì chúng ta đặt tính như này: 605,26 cộng với 217,3. Ta hiểu 217,3 chính là 217,30. Ta đánh dấu gạch ngang thay dấu bằng. 6 cộng 0 bằng 6 viết 6, 2 cộng 3 bằng 5 viết 5, 5 cộng 7 bằng 12 viết 2 nhớ 1, 0 cộng 1 bằng 1 thêm 1 bằng 2 viết 2, 6 cộng 2 bằng 8 viết 8. Đánh dấu phẩy ở tổng. Đây là tổng này. Thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng. Đây thẳng cột đây. Đấy nhá. Vậy ta sẽ được kết quả 605,26 cộng với 217,3 bằng 822,56. Các em đồng ý không nào? Và chúng ta vừa làm xong cột thứ nhất của bài tập 1. Chúng ta cột thứ hai: 800,56 trừ đi 384,48. Ta thực hiện phép trừ này như thế nào? Cả lớp các bạn quan sát. Lấy 16 trừ 8 thì bằng là 8. Viết 8 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0. Viết 0. 10 không trừ cho 4 ta lấy 10. 10 trừ 4 bằng 6. Viết 6 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9, 10 trừ 9 còn 1. 3 thêm 1 bằng 4, 8 trừ 4 bằng 4, viết 4. Đánh dấu phẩy ở hiệu hay là ở kết quả này này. Thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Vậy đánh dấu phẩy ở đây. Vậy ta đã làm cột thứ 2 của bài tập 1 với phép trừ số thập phân. Và chúng ta sang câu 3. Chúng ta có biểu thức 16,39 cộng với 5,25 trừ đi 10,3. Để làm được biểu thức này thì chúng ta cần thực hiện từ trái sang phải. Vì sao? Vì biểu thức này chỉ có phép cộng và phép trừ. Ta thực hiện 16,39 cộng với 5,25 ra ngoài, ra nháp, và ta có kết quả vào bằng 21,64. Rồi ta lấy 21,64 ta trừ tiếp cho 10,3 và có kết quả bằng 11,34. Vậy thầy đã cùng các em làm xong bài tập 1. Thông qua bài tập 1, chúng ta đã củng cố về kỹ thuật, về cách thực hiện phép cộng hai số thập phân, cách trừ một số thập phân cho một số thập phân và áp dụng chúng để tính giá trị một biểu thức. Vậy muốn cộng hai số thập phân em làm thế nào? Muốn cộng hai số thập phân ta làm 3 bước như sau. Bước 1, viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. Bước 2, cộng như cộng các số tự nhiên các em đã học. Bước 3 là viết số phẩy ở tổng thẳng cột với số phẩy của các số hạng. Vậy chúng ta đã nhớ lại cách cộng hai số thập phân.
Còn muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân, em làm thế nào? Vậy muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân, em làm như sau. Thứ nhất, em viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. Thứ hai, em trừ như trừ các số tự nhiên. Và cuối cùng, em viết số phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của các số bị trừ và số trừ. Và thầy cùng các em chuyển sang nội dung bài tiếp theo, bài 2 tìm x. Thầy có câu thứ nhất, x trừ 5,2 bằng 1,9 cộng 3,8. Chúng ta có hai vế, vế có x và vế không có x. Vế không có x là phép cộng hai số thập phần. Vậy khi làm được bài này thì ta đưa cái dạng này về dạng cơ bản. Vậy ta sẽ làm như sau. Ta phải lấy 1,9 cộng 3,8 bằng 5,7. Ta có x trừ đi 5,2 bằng 5,7. Lúc này x là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ thì em phải lấy số hiệu cộng với số trừ. Hiệu là 5,7 cộng 5,2 là số trừ. Và ta tính nháp ra ngoài, ta sẽ có kết quả bằng 10,9. Vậy câu thứ A, x bằng 10,9. Sang câu B, x cộng 2,7 bằng 8,7 cộng 4,9. Cũng có cách viết tương tự, cách làm tương tự như ở câu A. Ta cũng phải làm vế phải trước, 8,7 cộng 4,9 trước. Ta thực hiện 8,7 cộng 4,9 bằng 13,6. Ta viết lại x cộng 2,7 bằng 13,6. Lúc này thì x đã chính là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng thì em phải lấy tổng, em trừ đi số hạng đã biết. Vậy x bằng 13,6 trừ 2,7. Và ta thực hiện phép làm này ra ngoài dưới nháp. Và chúng ta có x bằng 10,9. Các em ạ, chúng ta đã thực hiện hai phép tính x, tìm thành phần chưa biết của phép trừ và phép cộng. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3, sách giáo khoa toán 5, trang 55. Yêu cầu tính bằng cách thuận tiện nhất. Câu A, 12,45 cộng với 6,98 cộng với 7,55 thì để có kết quả bao nhiêu? Người yêu cầu tính thuận tiện thì em thấy ở đây có 45, ở đây có 55 thì em phải nhóm với nhau. Ta dựa vào tính chất kết hợp và phép cộng, đúng không các em nhỉ? À, ta nhóm nhé. Ta nhóm như này. Ta lấy 12,45 ta cộng với 7,55 rồi cộng với chi 6,98. Ta đóng ngoặc đơn cũng được mà không đóng ngoặc đơn cũng được, bởi vì phép cộng có tính chất giao án. Ta sẽ thực hiện này trước, ta sẽ bằng là 20 cộng với 6,98 thì ta sẽ cộng tiếp theo. 20 cộng với 6 thì chính bằng 26,98 đúng không? Và kết quả bằng 26,98. Đấy là cách thuận tiện đấy các em ạ. Ta vận dụng vào đâu để tính thuận tiện? À, ta dựa vào tính chất kết hợp và phép cộng để ta tính thuận tiện. Chúng ta có tiếp theo, thầy có phép trừ 42,37 trừ đi 28,73 và trừ đi 11,27. Các em ạ, em thấy ở đây chúng ta có này, A này trừ B trừ C thì chính bằng thuận tiện thì chúng ta phải nhóm cái này, có 73 này, có 27 cộng với nhau thành số tròn trăm, ta cộng vào thì nó thuận tiện hơn, đúng không? Vậy ta nhóm như sau, ta lấy 28,73 ta cộng với 11,27. Các em đang hỏi tại sao lại cộng nhỉ? Vì đó là tính chất, đúng không? Ta đang học A trừ B trừ C thì bằng A trừ đi tổng của B và C, đúng không? Và ta đang học là trừ một số cho vào tổng thì ta bằng cách ta lấy số thứ nhất trừ số 2 rồi trừ thứ 3. Đấy, chúng ta đang học như thế mà. Thế, đúng không? Vậy ta cái này ta cộng vào này các em này, thì ta cộng vào thì cái này sẽ được bằng 40. Ta lấy 42,37 trừ 40 thì đúng là thuận tiện rồi, đúng không? Thì ai cũng nhận ra có kết quả bằng 2,37 các em nhỉ? Và phần B đã giúp em nhớ lại cách trừ một số cho một tổng, hay tự trừ A trừ B trừ C. Các em đồng ý không nào? Thầy cùng em chuyển sang bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4, sách giáo khoa toán 5 trang 55 có nội dung như sau. Một người đi xe đạp trong 3 giờ đi được 36 km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25 km. Giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5 km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu km? Vậy để thực hiện được bài toán này, ta phải tóm tắt bài toán như sau. Thầy tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng có 3 giờ, giờ 1, giờ 2, giờ 3. Thầy gọi giờ 1
từ 2 giờ 3 cả 3 giờ bằng 36 km theo đề bài. Đề bài này. Biết giờ 1 bằng 13,25 km thì biểu diễn cái đoạn thẳng giờ 1 này là 13,25 km. Giờ 2 người đó đi ít hơn giờ thứ nhất. Giờ 2 ít hơn giờ thứ nhất, đấy ít hơn đây là 1,5 km. Đúng không? Hỏi giờ thứ 3 người đó đi được bao nhiêu km? Yêu cầu đi tìm giờ thứ 3 bằng bao nhiêu km. Bài toán này giống như bài toán số 3 ở tiết trước, tiết thứ ở trang 54 đúng không? Bài quả dưa đúng không các em nhỉ? Vậy nếu ở trên lớp thì các thầy cô không giảng bài này mà các thầy cô cho các em phải làm bài này. Đúng không các em nhỉ? Và các em ạ, với bài này thì đầu tiên muốn tính được giờ thứ 3 thì các em nhớ này, đây là một tổng này. Đấy, trừ cho đây là một số này, trừ cho một tổng này. Các em phải tìm được giờ thứ 2. Tìm giờ thứ 2 điểm gì? Để tìm ra tổng số km của giờ 1 và giờ 2. Rồi ta lấy cái tổng của 3 giờ, ta trừ đi tổng của 2 giờ thì sẽ ra giờ thứ 3. Các em hình dung ra không nào? Vậy khi em hình dung ra vậy thì ta sẽ có tìm lời giải. Ta sẽ tìm lời giải như sau. Lời giải thứ nhất, các em phải tìm giờ thứ 2 người đó đi được nào. Các em lấy 13,25, em trừ đi 1,5 bằng 11,75 km. Sau đó em tìm tổng 2 giờ đầu người đó đi được là, hay là em gọi lời giải là giờ 1 và giờ 2 người đó đi được là cũng được. Thì em lấy 13,25 em cộng với 11,75 bằng 25 km. Sau đó em chỉ việc tìm giờ 3 bằng cách em lấy 3 giờ em trừ đi 2 giờ thì sẽ bằng 11 km. Đáp số 11 km. Thông qua bài 4 này thì các em nhớ thầy giáo. Bài toán này dạng toán trừ một số, một số đây cho một tổng này. Đấy. Thì ta có thể lấy số đó trừ đi từng số hạng của tổng. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 5. Bài 5 sách khoa toán 5 trang 55. Tổng của 3 số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số. À, bài toán này đọc lên thì ta thấy cũng khá hóc búa đúng không em nhỉ? Vậy chúng ta sẽ bình tĩnh từng cái một nhé. Ta sẽ tóm tắt này. Thứ nhất, ta có 3 số cộng lại. Số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba cộng với nhau thì bằng 8. Vậy thì biểu diễn là số thứ nhất là màu đỏ, số hai màu nâu, số thứ ba màu xanh đậm này. Và tổng chúng bằng 8 đơn vị. Đúng không các em nhỉ? Vậy người ta biết cho biết rồi này. Số thứ nhất cộng số 2 bằng 4,7. Số thứ nhất đây, tức là từ đây cộng đây bằng 4,7 này. Các em nhìn chưa? Đấy, bằng 4,7. Xong lại số thứ 2 cộng với số thứ 3 thì lại bằng 5,5. Đây, số thứ 2 đây, số thứ 3 này bằng 5,5. Và các em nhìn cho thầy giáo thấy rằng là yêu cầu bài toán tìm số thứ nhất, tìm số thứ 2 và tìm số thứ 3. Nhìn vào đây các bạn thấy nè, từ đây đến đây bằng 8, từ đây đến đây bằng 4,7, từ đây đến đây bằng 5,5. Các bạn nghĩ ngay cho thầy giáo cái màu nâu này nó lặp lại 2 lần này, nhìn chưa? Vậy ta thấy 4,7 cộng với 5,5 tức là bằng 2 lần số thứ 2 cộng với số thứ nhất và số thứ 3. Đúng không? Đúng không? Thì em sẽ tìm được ngay cái cách làm, đúng không các em nhỉ? Có rất nhiều cách làm bài này. Nhưng thầy giáo, các em nhìn này. Các em nhìn đây 4,7 này, đây là 8 này, thì em tìm ngay cái màu xanh này. Đúng không? Vậy ta tìm được số thứ 3. Đây là 5,5 này, em tìm ngay được số thứ nhất. Có nhìn được không các bạn nhỉ? Đây nhá, từ đây đến đây bằng 5,5, đây 5,5 đây. Thì cái này tìm ra bằng chỉ việc 8 trừ đi 5,5 ra số thứ nhất. Từ đây đến đây bằng 4,7, các bạn chỉ việc lấy 8 trừ đi 4,7 thì sẽ ra được số thứ 3. Đúng em nhỉ? Vậy tìm ra số thứ 3 và tìm số nhất rồi thì em chỉ việc lấy 8 trừ đi số thứ nhất trừ tiếp cho số thứ 3 thì sẽ ra số thứ 2. Rất dễ dàng phải không các em? Có rất nhiều cách làm ở bài toán này. Nhìn vào sơ đồ thì các bạn nhiều cách giải. Vậy chúng ta sẽ có cách làm. Đây là một cách làm của thầy. Bài giải số thứ 3 là thầy lấy 8 thì trừ đi 4,7 thì sẽ bằng 3,3. Vậy số thứ 3 bằng 3,3. Thầy lấy 8 thì trừ đi 5,5 thì đố các bạn ra số thứ nào đấy? À, đó là ra số thứ nhất. Sau đó thầy lấy 8 thì trừ đi 3,3 thì trừ tiếp cho 2,5 ra số nào các em nhỉ? À, ra số thứ 2. Hay là thầy lấy 4,7 thì trừ đi 2,5 thì bằng 2,2. Vậy chúng ta có đáp số. Số thứ nhất là 2,5, số thứ hai là 2,2 và số thứ ba là 3,3. Vậy các em đã cùng thầy làm xong bài số 5 ở sách giáo khoa toán 5 trang 55 rồi đấy. Các bạn thấy bài toán này có thú vị không nào? À,
Giờ học chúng ta đã kết thúc rồi. Trước khi kết thúc bài học thì thầy nhắc các em, chúng ta củng cố lại cách trừ hai số thập phân, trừ một số trừ đi một tổng, và các bạn chuẩn bị bài phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên ở trang 5 nhé. Các em hãy vào trang http://2.2/ tiểu học vn.info để có những bài giảng toán 5 đầy đủ nhất. Và các em đừng quên xem tiếp các bài giảng tiếp theo của thầy, và hãy đăng ký làm thành viên để nhận những bài giảng của thầy nhé. Thầy xin chào thân ái tất cả các em. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Goodbye for now.